Dạ rồi, xin phép chào anh. Dạ vâng. Anh có thể giới thiệu anh tên là gì? Dạ em là Nguyễn Văn Tâm ạ. Anh Tâm ha. Vâng. Anh Tâm là quê quán ở đâu đây? Dạ quê quán này Hương Trạch, Hương Khê, Hà Tĩnh, còn nhà ở hiện nay thì Đắk Sắc, Đắk Minh, Đắk Nông. Đắk Nông. Vâng. Nguyên quán thì ở Hà Tĩnh ha. Vâng. Hôm nay anh về đây nhờ anh em hiệp sĩ giúp đỡ anh gì đây? Dạ em vợ em từ trước không có chuyện gì cả, không ra đi, không nói gì, bỏ đi từ hôm thứ hai á. Vợ anh họ tên đầy đủ là gì? Nguyễn Thị Nhâm. Nguyễn Thị Nhâm. Anh nói chuyện lớn lên xíu giúp em nào. Dạ Nguyễn Thị Nhâm. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi anh? Chị sinh ngày sinh ngày mùng 8 tháng 1 năm 1991. 91 là 33 tuổi. Bỏ đi cụ thể là ngày nào? Hôm thứ hai vừa rồi anh. Là... Cả tuần nay rồi đúng không? Vâng. Đi là đi đâu? Đi tại đâu? Dạ, đi là Bình Đường, Dị An, Bình Dương. Là mình là làm việc ở đấy hay như thế nào? Vợ em là dạy trường mầm non Hải Âu ở đó. À. Dạy là cô giáo mầm non. Dạ vâng. Anh có ở chung với vợ anh không? Dạ em trước thì ở chung, trước sau đây rồi là em về quê để làm rẫy, rồi là về quê làm ở nhà. Là vợ thế này làm. Còn trước kia là hai vợ chồng vẫn ở đây. Dạ vâng. Mình ở đây được lâu chưa anh? Dạ ở đây cũng chuyến về đây thì được khoảng 3 năm rồi. Ý là lên Bình Dương lập nghiệp lâu chưa? Dạ mình nói chung ở nhiều chỗ, lên thì lên 6 7 năm rồi. Ở nhiều chỗ. Hai vợ chồng cái thời gian gần đây có xảy ra cái chuyện gì không? Dạ không. Có mâu thuẫn vợ chồng gì không? Dạ không. Vậy là anh về trên Đắk Nông. Vâng. Là được 2 tuần. 2 tháng. 2 tháng. Vâng. Là vợ ở dưới đây là mình phát hiện là vợ bỏ đi hay là ai báo cho anh? Dạ em phát hiện, em gọi không gọi bình thường, ngày kia thì gọi bình thường là bốc máy nói chuyện bình thường. Tự nhiên ngày hôm thứ hai á, em gọi thì không bốc máy, chẳng hết số luôn. Rồi em mới lên đây. Vợ anh ở dưới Dị An á, là ở cùng với ai? Ở với con trai. Anh được mấy người con rồi? Dạ hai. Bé này là bé thứ mấy đây? Dạ thứ hai. Bé thứ hai, bé út hả? Dạ. Bé được mấy tuổi rồi? Dạ năm nay 6 tuổi. 6 tuổi. Nhưng mà sao mình về Đắk Nông xong mình không cho vợ con về cùng luôn? Và khi đó là vợ nói là đang dạy chưa hết hợp đồng được, là chưa về được. Vợ làm giáo viên lâu chưa? Dạ vợ dạy giáo viên lâu rồi. Cái tính tình của vợ anh thì như thế nào đây? Không, hiền lành và sống hòa đồng. Hai vợ chồng là thật sự là không có chuyện gì xảy ra hả? Dạ không. Anh có làm điều gì làm lỗi với vợ không? Dạ không. Sao cái trước kia sao mình không ở đây mình làm cùng với vợ luôn mà mình em về quê chi? Về quê là có rẫy cà phê nữa, em phải về chăm rẫy á. Phải về chăm rẫy hả? Dạ. Sao lúc trước mình không ở trên quê luôn? Trước thì cà nó rẻ nên cho nên là làm không đủ đầu tư nên giờ cà nó đắt thì về em mới làm. Tới giờ phút này là anh nghi ngờ vợ anh đi lần này là vì điều gì đây? Em cũng không biết. Không biết vì lý do nguyên nhân luôn. Dạ. Cái thời điểm mà 2 tháng anh còn ở đây chung với vợ á thì hai vợ chồng hạnh phúc không? Dạ không hạnh phúc. Kinh tế trong gia đình như thế nào? Cũng bình thường. Vậy là lần này anh không biết nguyên nhân lý do gì vợ bỏ đi? Dạ không. Mình về trên quê là mình có hay gọi điện cho vợ không? Dạ có. Mình có thấy cái dạo gần đấy có điều gì bất thường không? Dạo gần đấy thì vợ em ít gọi cho em gọi thì ít bốc máy. Vợ dạy là dạy thì sáng là 8 tiếng chứ mấy, đúng không? Dạ, nói chung là 6 giờ rưỡi đi, là 5 giờ rưỡi chiều mới về. Thời gian rảnh vẫn nhiều mà. Dạ. Trước giờ vợ anh đã từng bỏ đi như vậy bao giờ chưa? Dạ, có 2 lần rồi. Ôi trời đất ơi, 2 lần là lý do sao bỏ đi? Thì trước đây thì em cũng hay nhậu nhẹt anh, hay nhậu nhẹt rồi đi chơi không quan tâm tới gia đình, nhưng mà sau này rồi cũng về nói về làm lại vợ chồng để làm lại với nhau, thì từ lúc đó giờ là em cũng ít bớt hết tất cả rồi. Trong cái cuộc sống hôn nhân đó anh có bao giờ ra tay với vợ anh lần nào chưa? Dạ ít cũng có nhưng mà ít mà lâu lắm rồi. Cái thời gian gần đây có không? Dạ không. Năm nay có không? Dạ không. Em thắc mắc một điều mà không có nguyên nhân lý do gì tự nhiên hết anh ạ. Tự nhiên mà bỏ đi là không có đâu. Một là do anh, hai là do vợ anh, thế thôi. Chứ không có cái gì mà tự nhiên. Đúng không ạ? Anh khẳng định là anh không có làm điều gì làm lỗi, đúng không ạ? Nếu anh em đăng video này lên mà vợ anh nói là anh chơi bời nhậu nhẹt cờ bạc hoặc là thế này thế kia dẫn tới tình trạng vợ anh phải ôm con bỏ đi thì lúc đó anh tính sao đây? Cái đó em chịu hoàn toàn trước pháp luật. Vậy lần này xuống anh có hỏi những người ở chung trọ cùng giải trọ về thông tin của vợ anh không? Dạ có, mà ai cũng nói là dọn đồ về quê thôi. À. Dạ ai cũng nói vậy. Rồi có người thì họ không biết.
họ nói không biết, nhưng họ biết nhưng họ không không muốn nói. Anh đang nghi ngờ điều gì đây? Thì em cũng không biết nữa. Giờ thì tự nhiên vợ bỏ đi rồi, liên lạc cũng không, hai bên gia đình gọi cho vợ em cũng không được, thì cũng không biết lý do sao vợ đi. Cái chuyện này anh đã thông báo bên vợ chưa? Dạ rồi. Bên vợ anh nói sao? Bên vợ giờ bố mẹ gọi cũng không được, rồi là chị cũng không được. Anh đang lo lắng nhất vấn đề là vợ anh lần này đi sẽ gặp điều gì? Anh sợ điều gì nhất đây? Em thì không phải sợ cái gì, chứ muốn tìm vợ về con có cha có mẹ, có mẹ. Rồi là nói chung để về vợ chồng nghe bảo ban nhau mà làm ăn, con lớn rồi cũng tội. Với thứ hai nữa là giờ cái hồ sơ học bạ của con học ở trên này, bây giờ em chuyển về quê thì giờ em cũng không biết là vợ đã rút hay chưa, mà chưa rút thì em giờ lên rút thì cũng không biết chỗ nào rút hồ sơ để nhập lớp 5 lên lớp 6 anh. Mấy lần trước đi là vợ anh đi vì lý do là do anh đúng không? Dạ. Đi bao lâu thì về? Thì em đi xong em cũng tìm nó một tháng hai tháng gì đấy, rồi em đi tìm rồi xong cũng về. Lần đó có về nhà mẹ đẻ không? Dạ. Lần đó mấy lần đó vợ anh có về nhà mẹ đẻ không? Dạ có. Vậy là lần này em đang nghi ngờ này, có thể là anh giấu, nhưng mà em đang nghi ngờ rằng do anh có vấn đề gì đó vợ anh mới bỏ đi thôi. Không, em hứa thật sự là em không có chuyện gì, vì đã đang nhắn tin, có nhắn tin ngày đó luôn, trước ngày đó nhắn tin từ khi đó cho tới trước em còn lưu trong điện thoại mà. Bởi vì sao? Tình cảm lắm. Bởi vì rất nhiều người đàn ông về đây tìm vợ nhưng mà không nói hết sự thật. Đến khi vợ về chia sẻ với anh em thì anh em mới tá hỏa ra. Bởi vì ở đây anh em giúp là mong muốn rằng tất cả mọi người tìm vợ hoặc tìm chồng, tìm con cái, nhưng phải chia sẻ mọi điều nó phải thật để anh em có cách, có hướng để giúp. Dạ. Nhá. Em mong nói, rằng nói thật mà. Cái đó là cái gì, là nếu mà sau này vừa em về mà nói những lời em nói đây không thật, em phải chịu. Tại vì biết sao không, em mong rằng là các anh phải thật để các anh, dạ, anh em ở đây có cách, có hướng để biết được cái thông tin, dạ, biết được lý do nguyên nhân tại sao vợ anh bỏ đi và đi đâu như thế nào, để anh em giúp cho gia đình anh sớm đoàn tụ bên nhau anh ạ. Dạ. Tới giờ phút này là anh lo lắng, thứ nhất là lo về vợ và lo đặc biệt là lo đứa con hơn. Yeah. Đúng không ạ? Không biết hai mẹ con là đi đâu về đâu như thế nào và tại sao lại bỏ đi. Yeah. Vậy là phòng trọ ở dưới là trả luôn rồi hả? Dạ. Yeah. Dọn hết đồ đạc đi. Dọn hết đồ đạc, đồ nhiều mà em cũng... Nhiều không anh? Nhiều. Nếu mà dọn đồ vậy là hôm đấy là mình vợ anh dọn, có ai dọn phụ không? Dạ, nghe nói là có một ông tài xế phụ với một người bạn của vợ em nữa. Bạn trai hay bạn gái? Bạn trai. À, yeah. Người bạn đó anh có biết không? Dạ không. Khổ thật sự, khổ nhỉ. Anh hãy nói một cái điều gì đó với vợ của anh đi, hy vọng vợ của anh xem được video này sớm quay trở về. Em ơi, anh giơ cao tấm hình lên xíu nào. Em ơi, đi đâu thì nói anh tiếng, đi tìm mấy bữa nay rồi. Thì anh hôm nay lên đây nhờ anh em đây tìm vợ, có sao sao, có sao giấu sao là anh mới đi tìm. Còn đưa con cái về cho nó học, giờ con học giờ không biết hồ sơ nó thế nào để nhập học, mà muộn năm thì tội con. Nếu vợ anh là một người cô giáo dạy mầm non, dạy các bé, thì vợ anh phải biết được cái tương lai của con nhà mình như thế nào. Đúng ạ, và quan trọng nhất là cái việc học. Đúng ạ. Nhưng mà tới giờ phút này mà vợ anh đùng cái anh về trên quê, mà vợ anh ở dưới đây dọn hết đồ mà không biết đi đâu về đâu, và đặc biệt là không có thông báo cho anh, thì điều đó, đây là một cái câu chuyện thật sự rất nhiều điều bí ẩn anh ạ. Có thể là hôm nay về đây anh không chia sẻ hết cái sự thật, cũng như anh giấu nhiều điều. Anh em biết cái điều đó đấy. Không, em không giấu, em nói thẳng em không giấu cái gì ạ. Nhưng mà em vẫn hy vọng rằng là một ngày gần nhất anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được vợ và con về cho anh. Thì cái sự việc của anh thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức đăng tải video này nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội để tìm vợ về cho anh cũng như là con trai về cho anh nhé. Thì hôm nay anh về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội với mục đích chính là tìm vợ và con. Anh có đồng ý cho tất cả các anh em đăng tải video này lên khắp các trang mạng xã hội để tìm vợ con mình không? Dạ có ạ. Toàn bộ câu chuyện thông tin anh vừa chia sẻ là đúng với sự thật đúng không ạ? Dạ vâng. Dạ thưa cô chú anh chị, nếu cô chú anh chị có thấy chị gái cũng như là bé trai như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp, cũng như là khuyên chị gái này sớm mang con về để đoàn tụ với gia đình. Nếu vợ chồng có cái chuyện gì đó thì cùng ngồi lại giải quyết với nhau. Mình cảm thấy như vấn đề cuộc sống có thắc mắc khó khăn hoặc là có cái gì đó thì hai vợ chồng thẳng thắn nói chuyện với nhau rồi mình giải quyết cái chuyện gia đình. Mình đừng bỏ con, đừng bỏ chồng, bỏ gia đình mà mình dẫn con đi như vậy, thì điều đó thật sự đó là cái điều rất là đáng tiếc và làm cho cả gia đình nội ngoại hai bên rất lo lắng. Nên mong chị gái hãy suy nghĩ lại để sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Thì cái sự việc của anh thì anh em ghi nhận rồi nhá.
Em chúc anh cũng như gia đình nhiều sức khỏe, và cái điều đặc biệt là anh sớm gặp lại vợ con của anh. Anh có điều gì chia sẻ không? Dạ không. Rồi, xin phép chào anh nhá. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.